ơi, tặng cho chị Quyền một đó hoa, và hiện tại thì tụi chị cũng đang coi livestream. Thì không biết chị Quyền có một chút xíu gì chia sẻ với chị đang xem livestream với lại tất cả khán giả đây. À, cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Quyền đã tròn một năm mấy ngày rồi đã cộng tác với đồng đội tôi Sài Gòn Tân Thời, và cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã luôn yêu thương, vì chính khán giả là người tiếp sức cho Quyền có mặt tại đây để được cộng tác với đoàn. Tôi được cảm ơn Lộ Lộ cũng như là bạn, cảm ơn một vị khán giả đã tặng cho Quyền nha. Bất thì chị hỏi là đưa cái này, nếu như là mà đưa cái này đó là chị biết chị là ai? Chị là chính là ai? Không, Quyền không biết thật sự đâu. Ở xa phải không? Xa, ở Hà Nội là chị. Xa, nếu Hà Nội thì biết, Quyền biết. Rồi, là biết rồi nha chị ơi. Nếu đây, chị cảm ơn, đang... cảm ơn rất là nhiều. Và bây giờ xin được kính chúc tất cả quý vị một lần nữa gặp nhiều may mắn nha. Sao không ai tặng cho tổng thống cái gái này chứ? Ác ghê, làm đây cũng 2 năm mấy rồi chứ bộ. Rồi giờ số chị mình ơi, buồn quá. Giờ em còn muốn cái gì nữa? Hả? Em còn muốn cái gì nữa? Em muốn cái gì nữa em nói đi. Em cũng muốn. Em muốn cái gì nữa? Thôi. Em muốn cái bài. Nhỏ bạn nó muốn cái bài. Số gì đây? Số gì đây mây? Gì đây mây? Gì ra còn một gì đây mừng? Gì ra còn một gì đây mừng? Chết rồi mẹ. Dù đi đây mây, đi ra mây, đi đây mây, đi ra con mây. Ra đến chị ba này nè. Rồi giờ số luôn chị mình nha. Mười gì đây, mười gì đây, con mười gì đây, mười gì ra, con mười gì đây, mười gì ra. Tối em còn xuân như bông hoa mà mới nở. Ông bướm đợi chờ bao kẻ ước mơ. Em hãy phòng thờ kẻo không là nguy phố. Hai mươi bốn, hai mươi bốn, hai mươi bốn. 14, 24 mây, gì đây con mây, gì đây mây, gì ra. Cái cô kia mắt tỏ tôi hồng, cô đang trông ngóng tôi đây, cái kiều cờ chẳng thấy cô đợi con gì, đúng mà tôi đã thấy. Tao quýnh á, tổng thống con gái này quýnh á nha. Để chị hát nè. Trời sao hát bài nào. Gì đây mây, gì đây mây, gì ra con mây, gì đây mây, gì ra. Chuyện thấy ý đi em đẹp như bức tranh thành thần, từng tiếng âm thanh cho lòng anh đau điên nha. Chuyện thấy ý đi em đẹp như bức tranh như huyền, từng tiếng âm thanh cho lòng anh đau điên. Nguyện số 10, con số 10. Chị mẹ bé rồi mẹ. Trời ơi, sao chị ơi, bà mẹ có từ tiếng gì rồi. Bà lấy cái bà cho chăn bò thôi. Mấy gì ra, mấy gì ra, mấy gì ra con số. Xui ra chú hai phán tại giờ người cả bà già, chị năm cũng trúng mấy mùa tôm, mùa đất xây thêm nhà cướp tịch mà tổng gia đi con 13, 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 con 13. Ủa chị, là chị không có má thì chị không lấy cái cài, tôi cố định là đứa đi trả người ta chi vậy. Chị hả, đợi tóc khác rồi. Kìa, trời ơi, em kêu anh dừng nhạc, anh dừng nhạc, anh nói, em nói chị nói đi. Nói gì má, kêu lên chị ba ơi. Yeah.
một đường mình hay nói chuyện tào lao. Con 16, con 16, con 16. Rồi cái bực mình nói em mà kêu lòng. Còn số 4, còn số 4 là tầm vẽ cờ lên. Dạ bây giờ số 4 là cái chủ nhân may mắn nha. Rồi bữa nay mình như đập thờ đó. Đời hồng theo khói bay chia thơ ta tư trong đường tha thứ con đã gây ra nát tan sông này con 17 con 17 đầu tư ghê luôn á con 17 con 17 con 17 xuống gì ra mấy gì ra mấy gì ra nghe tiếng thằng ca trên dòng sông dài con lòng ở những lần người dân quay lại mặt sau tờ bé ghi họ và tên và kèm qua đó số điện thoại nha. Và tí xíu nữa, một vài dòng loại nữa chúng ta sẽ được bắt đầu đến với một vòng loại đặc biệt duy nhất đêm nay là một chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20.